Chiều ngày 17 tháng 3, Ban An toàn Giao thông huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh, ở huyện có đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đinh Tiến Dũng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có sự biến động về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan đơn vị địa phương đã quan tâm triển khai các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trật tự an toàn giao thông. Trong năm đã tổ chức 73 ca tuần tra kiểm soát đường bộ với 384 cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện xử lý 63 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 230 triệu đồng. Về xử lý chuyên đề nồng độ cồn, đã thực hiện 69 ca tuần tra kiểm soát với 363 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, xử lý 54 trường hợp vi phạm, dự kiến phạt tiền 266,5 triệu đồng. Công tác xử lý nguội, theo tin báo phản ánh, đã ra quyết định xử phạt 5 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 16,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp. Nhiệm vụ năm 2023, huyện Tuyên Hóa thực hiện năm an toàn giao thông với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo. Trước hết là tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.